Các bạn đang nghe truyện cẩu thả thành thánh nhân tiên quan triệu ta châm ngựa trên kênh TV Audio CV. Chương 422, Cúc 1. Người dùng tay ấn chặt vai của An Hạo chính là Cố An. An Hạo quay đầu lại một cách cẩn thận, khi nhìn thấy Cố An, niềm vui sướng trong lòng hắn hoàn toàn bùng nổ. Sư phụ, An Hạo không kìm được, liền xoay người lại và ôm chặt lấy Cố An. Mặc dù Cố An vẫn đeo mặt nạ, trang phục cũng khác xưa, nhưng An Hạo vẫn nhận ra người này chính là sư phụ của mình. Cố An đột nhiên biến mất, An Hạo không khỏi loạn choạng bước lên trước một bước. Hắn quay đầu nhìn lại, Cố An xuất hiện ở ngoài xa bảy bước, thấy vậy hắn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. "Mau nói đi, chuyện gì xảy ra?" Cố An hỏi. Dãy núi vẫn đang rung chuyển, nhưng với sự có mặt của Cố An, An Hạo không còn sợ hãi nữa, thậm chí là hết sức phấn khích, sau đó hắn bắt đầu kể lại ân oán của mình với người này. Xa xa, Tư Yến Nhi tròn xoe mắt nhìn Cố An với ánh mắt ngạc nhiên. Đây là sư phụ của An Hạo ư. Sao hắn lại vào được trong này? Trong lúc kể lại, An Hạo bất giác dùng thần thức để dò xét xem dung nhan thật sự của Cố An, thế nhưng thần thức của hắn lại bị khí tức bao bọc trên chiếc mặt nạ kia đẩy bật ra, điều này khiến trái tim của hắn đập thình thịch vì hoảng sợ. Nhưng Cố An vẫn không nói gì, chuyện này khiến hắn cảm thấy ấy nấy vô cùng, không dám mạo phạm sư phụ thêm nữa, Hắn vội vàng tập trung kể lại ân oán giữa mình với Tư Tông, Hoàng Tử Thiên Nguyệt. Hai tháng trước, hắn tìm thấy di chỉ động phủ này theo bản đồ mà Huyền Diệu Chân Nhân đưa cho, nhưng hắn lại không vào được. Sau khi thử đủ mọi cách trong một tháng mà vẫn không có kết quả, hắn đành đi ra ngoài lịch luyện rồi quen biết với Tư Tông và Tư Yến Nhi. Ngày ấy, Tư Tông cũng tham gia đại hội kim bản và lọt vào top mười. Hai người từng là đối thủ của nhau, nên khi gặp lại, hai người nói chuyện vô cùng ăn ý khiến An Hạo cứ ngỡ rằng mình đã kết giao được một người bạn thân tri kỷ giống như huyền diệu chân nhân. Ba người họ chơi đùa với nhau rất vui vẻ, về sau, An Hạo đã kể cơ duy này cho anh em Tư Tông biết, nào ngờ rằng Tư Tông vẫn luôn ghi hận trong lòng về việc từng thua hắn, nên sau khi biết An Hạo đến đây để giành cơ duyên, cả đã nảy sinh ác ý muốn bắt sống hắn. Sau một trận đại chiến, hai người đều bị trọng thương, An Hạo nhân cơ hội bắt cóc Tư Yến Nhi đi. An Hạo dẫn Tư Yến Nhi đến đây một lần nữa, trong lúc hai người cãi vã, họ đã vô tình mở cơ quan khiến bức tường núi hiển hiện ra một cửa động. Lúc bọn họ đang chuẩn bị tiến vào, nào ngờ Tư Tông lại đuổi đến với một lão tổ độ hư cảnh cực nhanh, hơn nữa, lần này còn có cả một cường giả độ hư cảnh đi theo sau. Đang kể chuyện, dường như An Hạo lại nhớ đến điều gì đó, hắn đột nhiên tức giận mắng, "Tư Tông, đồ khốn nạn, còn cầu gì mà là bạn thân, ta tin tưởng ngươi như vậy, đúng là ta đã mù mắt khi coi ngươi là một người bạn tốt." tư yến nhi biểu môi nhưng lần này nàng không nói đỡ cho tư tông bởi vì nàng cũng không ưa gì hành động của gã ầm một tiếng nổ lớn vang lên từ bên trong thông đạo ngay sau đó một cơn gió mạnh ập đến thổi tung vạt áo của ba người cố an nhìn về phía bức tượng đá đứng sừng sững ở giữa động không biết là đang nghĩ gì an hạo nghe thấy tiếng bước chân truyền đến càng lúc càng gần nhưng hắn không hề hoảng sợ chỉ bước đến bên cạnh tư yến nhi có vẻ như muốn mượn nàng để làm con tin thả nàng ta ra đi, không cần thiết phải dùng cô nương này để làm con tin, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cố An lên tiếng, âm thanh lạnh nhạt vang vọng khắp gian động rộng lớn. Nghe vậy, Tư Yến Nhi lập tức mừng rỡ như điên, vội vàng nói, đa tạ tiền bối, vẫn là tiền bối hiểu lý lẽ, An Hạo trừng mắt nhìn nàng một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn xé mảnh bùa dán trên người nàng xuống. Ngay khi lá bùa bị tháo ra, Tư Yến Nhi đã lấy lại quyền khống chế cơ thể, không đợi An Hạo phát động trận pháp phong ấn tu vi của nàng, tư yến nhi không chạy về phía lối vào thông đạo mà chỉ đứng yên tại chỗ như muốn đứng chung một phe với an hạo lúc này một nhóm tu sĩ cũng từ miệng hang đi vào dẫn đầu chính là tư tông sát bên cạnh gã là một người đàn ông túng tú mái tóc hoa râm bạc trắng khí thế bất phàm trên người mặc một bộ trường bào có theo hoa văn bằng chỉ vàng trên gương mặt của người đàn ông này luôn toát ra vẻ lãnh đạm trong đôi mắt hiện lên một cảm giác áp bức rất khó diễn tả thành lời nhìn thấy cố an tư tông hơi nhíu mày sau đó chắp tay cung kính hỏi, "Xin hỏi vị đạo hữu này là ai, cớ sao lại ở đây? Tên này là sư phụ của An Hạo, chuyện này đến đây là kết thúc đi." Tư Yến Nhi nói. "Sư phụ? Có phải ngươi là Lữ Môn chủ?" Tư Tông hỏi. Cố An liếc mắt nhìn người mặc áo bào đen đứng sau Tư Tông, rồi ném một chút sinh mệnh để dò xét người kia. Hình Diêm lão tổ, Huyền Tâm cảnh tầng 2 1904 phần 4400 phần 4600 quả nhiên cửu triều là nơi rồng ẩn hổ tàn những người khác chắc chắn không thể phát hiện ra lão tổ này chỉ sợ rằng gã đi theo thái tử đến nơi di chỉ xa xôi này là do thản hôn giáo mời ra từ trong thiên triều hoặc lão tổ này đã âm thầm đột phá trong thiên ngụy cố an lên tiếng trả lời ta không phải lữ bại thiên động phủ này là đồ đệ của ta phát hiện ra trước khuyên các ngươi câu tới đây thôi lời vừa dứt tất cả mọi người đứng sau lưng tư tông đều kinh ngạc bọn họ không ngờ rằng người này lại có thái độ cứng rắn như vậy an hạo càng kích động nhìn chằm chằm về phía tư tông với ánh mắt đầy khiêu khích hình diêm lão tổ bước lên một bước đứng chắn phía trước tư tông rồi chăm chú nhìn cố an một hồi lâu mới lên tiếng hỏi xin hỏi đạo hữu là ai vì sao không chịu để lộ dung mạo thật vào lúc cố an vừa xuất hiện lão đã dùng thần thức dò xét nhưng không phát hiện được bất cứ điều gì chuyện này khiến lão cảm thấy kiên kỵ một chút nhưng chỉ là một chút mà thôi bởi vì lão là tu sĩ huyền tâm cảnh từ trước đến giờ lão chỉ sợ mỗi một người là giáo chủ thản hôn ngoài gã kia thì lão không sợ bất cứ kẻ nào hết lão không tin ngay từ lần đầu ra mắt thản hôn giáo thực lực của giáo chủ mới đạt đến đại thừa cảnh từ mấy trăm năm trước đến giờ có ai liên lạc được với gã đâu nếu sau cuộc chiến với thản hôn giáo mà hình diêm lão tổ lại để giáo chủ của thản hôn giáo ra tay sẽ gây ra phản ứng dây chuyền hơn nữa nội bộ của ngũ triều hải ngoại cũng không ngừng đưa thêm sự tăng viện cho nên bên phía cửu triều trong lục địa cũng đánh lùi được thản hồn giáo ra khỏi lãnh thổ, bảo vệ quê hương thành công. Trong cửu triều, trừ khi còn có kẻ nào khác đột phá đến đại thừa cảnh, nếu không thì lão không có bất cứ phẩm trọng. Lão là một trong 27 cường giả huyền tâm cảnh của cửu triều thiên triều, dù cho có khác biệt giữa huyền tâm cảnh, nhưng không đến mức mới ra mặt đã bị người của mình giết chết. Trừ phi đối phương đã đạt đến đại thừa cảnh, thế nhưng lão không tin là đối phương đã bước vào cảnh giới đại thừa, Cố An đột nhiên nâng cánh tay lên, chỉ vào chính giữa lông mày của hình diêm lão tổ, rồi chậm rãi mở miệng nói, cúc, mọi người lại càng sửng sốt. Ít nhất thì trong lịch sử, cửu triều chưa từng xuất hiện bất cứ kẻ nào bước vào cảnh giới đại thừa, ngươi dám, thấy sát khí của đối phương, một lão giả bên phía tư tông chỉ thẳng vào mặt Cố An, gào lên tức giận, ngươi chỉ là một cái huyền tâm cảnh, vậy mà lại dám quát lớn với hình diêm lão tổ, mau xin lỗi lão tổ ngay, An Hạo kích động vô cùng biểu hiện như vậy mới xứng đáng là sư phụ của hắn. Tư Yến Nhi nhìn Cố An chầm chầm, trong lòng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, người này, dám chỉ tay vào mặt hình diêm lão tổ mà bảo lão cút đi, cảm thấy mấy người này quá phiền phức, Cố An chỉ lắc đầu một cái rồi vung tay áo lớn lên. Một cổ sức mạnh khổng lồ ập đến lan về phía đám người hình diêm lão tổ. Ánh mắt của hình diêm lão tổ vẫn lạnh lùng như cũ, ngẩng đầu lên nhìn về phía Cố An, vừa muốn há miệng nói gì đó, cơn cuồng phong như lưỡi dao lại thổi mạnh cuốn lấy từng mảnh thịt trên cơ thể lão để lại một khung xương bị sức mạnh đập vỡ chỉ trong giây lát trước đây khi tu sĩ huyền tâm cảnh giao chiến cũng có thể chế phục lẫn nhau trừ phi một bên bất chấp tất cả bạo lên như điên cuồng mới có thể giết chết đối phương xương cốt đúng là nực cười hình diêm lão tổ bị dồn ép đến mức chảy nước mắt xương cốt của lão chỉ tồn tại được không đến một phần mười giây rồi hóa thành cho bụi sau đó mọi thứ từ đạo phục đồ bỏ túi thần thức ý chí chỉ là tu sĩ độ hư cảnh cùng đi với lão chỉ thả ra một đòn lấp lánh nhỏ bé rồi tất cả trở về với hư vô trên sườn núi gió mát thổi qua làm lay động chiếc áo bào của cố an hắn đang chăm chú nhìn bức tượng đá trước mặt thần thức đã xuyên qua tượng đá và bắt được một tàn hồn bên trong hình dáng của tàn hồn này giống hệt với bức tượng là một lão giả thân hình linh hồn co ro như đang chìm trong giấc ngủ âm thanh vừa rồi là do một loại cấm chế nào đó phát ra mỗi khi có sinh linh tiến vào động phủ này, cấm chế sẽ được kích hoạt. Không chỉ vậy, lúc nãy Cố An còn phát hiện ra trong tiểu thiên địa này có 7 tòa trận pháp truyền tống khác, cộng thêm trận truyền tống vừa xong, là 8 trận, mỗi cái đều ứng với một phương hướng khác nhau. Điều này càng khiến hắn có nhiều suy đoán về động phủ này hơn. Động phủ của tu sĩ đại thừa, Cố An giơ tay lên, kéo tàn hồn trong tượng đá ra. Một chùm sáng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Túc tinh đạo nhân, đại thừa tầng ba không 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 toàn là không sao điều này có nghĩa là túc tinh đạo nhân đã chết hẳn rồi ư ngay lập tức thần thức của hắn thâm nhập vào tàn hồn của túc tinh đạo nhân thi triển thuật nhiếp hồn để tìm kiếm ký ức ầm 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 đằng xa vang lên những âm thanh rung chuyển trời đất đó là âm thanh chiến đấu của an hạo và ti yến nhi bọn họ đang bị một đám khôi lỗi bằng gỗ cuốn lấy cố an không quay lại tiếp tục tìm kiếm ký ức cẩn thận một canh giờ sau tàn hồn trong tay cố an tan thành mây khói. Túc tinh đạo nhân thực sự đã sớm ngã xuống, ông để lại tàn hồn này là muốn chờ cơ hội phục sinh hoặc đoạt xá, tuy nhiên bí thuật bảo lưu tàn hồn của ông đã không thể chống lại được sự xâm thực của năm tháng. Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng, lực lượng linh hồn của ông đã cạn kiệt hoàn toàn, phần còn lại chỉ là một cái vỏ của linh hồn, mang theo một phần ký ức. Túc tinh đạo nhân đến từ thất tinh linh cảnh, thất tinh linh cảnh chính là thánh địa của đại lục này trong ký ức của túc tinh đạo nhân cố an đã biết được một sự thật đáng sợ yêu tổ lại đến từ thất tinh linh cảnh túc tinh đạo nhân và rất nhiều đồng môn khác nhận lệnh mang theo yêu tổ ra bên ngoài nuôi thả yêu tổ rồi để yêu tổ sáng tạo ra yêu tộc sau này không rõ vì sao túc tinh đạo nhân lại rời khỏi thất tinh linh cảnh xuôi nam ra biển dường như muốn một đi không trở lại kết quả là ông gặp phải sự truy tiếp của các tu sĩ khác đến từ thất tinh linh cảnh bị trọng thương trốn đến thiên ngụy mở ra động thiên, cuối cùng ẩn nấp tại đó cho đến khi đại hạn buông xuống. Trong ký ức của ông, Cố An không thấy được thân hình thật sự của yêu tổ. Yêu tổ bị phong ấn trong một chiếc hộp gỗ, túc tinh đạo nhân và các tu sĩ đồng môn khác đều kiên về yêu tổ. Bọn họ đặt chiếc hộp gỗ xuống rồi rời đi ngay, từ khoảng cách xa mới giải phong ấn cho yêu tổ, sau đó nhanh chóng chạy trốn. Tuy nhiên, khi chiếc hộp gỗ được giải trừ phong ấn, Lùng yêu khí ngút trời đó đã để lại ấn tượng sâu sắc với túc tinh đạo nhân ngoại trừ ký ức này những ký ức còn lại đều là cảnh túc tinh đạo nhân nuôi dưỡng linh thú trong động thiên thất tinh linh cảnh lại có liên quan đến yêu tổ điều này hoàn toàn khác xa với những truyền thuyết mà thiên yêu nhi đã từng nghe được cố an đã nghĩ ra vô số khả năng nhưng hắn không hề có ý định tra rõ chuyện này túc tinh đạo nhân chính là tu sĩ cảnh giới đại thừa điều này có nghĩa là trong thất tinh linh cảnh rất có thể có tiên nhân Bây giờ hắn tuyệt đối không thể để lộ mặt trước thất tinh linh cảnh. Ưu thế lớn nhất của hắn chính là không thù không oán, cũng không có địch nhân gì, như vậy hắn mới có thể từ từ lớn mạnh. Nghĩ đến đây, cố an xoay người, chuẩn bị đi hái linh thảo ở đây, còn có thể mang theo một nhóm thiên tài địa bảo đi nữa. Hoàng hôn, cố an trở về dược cốc thứ ba. Lần hái dược chiều nay đã giúp hắn có được hơn 30 vạn năm tuổi thọ, vẫn có thể tiếp tục đi hái dược, vì động phủ kia rất lớn, đã hình thành một hệ sinh thái độc lập, do đó, hắn cũng không nhổ cỏ tận gốc. Một nơi có thể cung cấp tuổi thọ lâu dài như vậy, sao hắn có thể tầm nhìn hạn hẹp được? Sao có thể vì một phút tham lam mà cắt đứt con đường đó, những loài thực vật mà hắn đoạt lấy tuổi thọ đều phải chứa đựng linh lực hoặc linh khí, loại thực vật này đã được xem là thiên tài địa bảo, đừng nhìn động phủ kia lớn như vậy, phần lớn đều là thực vật bình thường, linh khí trong động phủ nồng đậm, một phần là vì cấm chế trong động phủ ngăn cản linh khí rò rỉ ra ngoài. An Hạo và Ti Yến Nhi vẫn còn ở trong động phủ, tạm thời không có nguy hiểm gì. Túc Tinh Đạo Nhân đã để lại công pháp, thần thông truyền thừa bên trong động phủ, đủ để An Hạo và Ti Yến Nhi tìm tòi rất nhiều năm. Vừa về đến lầu cát, Lục Linh Quân đã đến tìm hắn. Sau khi đóng cửa phòng, Lục Linh Quân đến ngồi trước bàn, lên tiếng nói, đừng có ngày nào cũng chạy loạn nữa, hôm nay ta cảm nhận được một luồng thần thức mạnh mẽ truyền đến từ thành trì ngoại môn, đối phương cảm nhận được thần thức của ta liền lập tức thu hồi, ta cũng không thể tra được tung tích của đối phương. Ý của ngươi là Thái Huyền Môn có nguy hiểm sao? Cố An cao mày hỏi. Lục Linh Quân gật đầu, đối phương có lẽ là yêu, thần thức của yêu quái không giống với tu sĩ, năm xưa ta thường xuyên giao đấu với yêu quái, cho nên có thể nhìn thấu điểm này. Có thể né tránh được sự điều tra của Lục Linh Quân, điều này chứng minh rằng đối phương cũng là huyền tâm cảnh, yêu quái cảnh giới huyền tâm, Cố An chuẩn bị buổi tối đi điều tra Thái Huyền Môn một phen, ít nhất cũng phải xác định xem đối phương có uy hiếp được dược cốc của hắn hay không. Có người ở đây, mặc kệ đối phương là yêu hay người, chắc chắn cũng không dám ra tay với dược cốc của ta, sau này ta còn phải nhờ ngươi che chở cho dược cốc thứ ba, yên tâm, ta nhất định sẽ tự mình bồi dưỡng đám linh thảo của ngươi. Cố An cười nói, trong giọng điệu mang theo cả sự sùng bái, khiến Lục Linh Quân rất hưởng thụ. Lục Linh Quân hừ một tiếng, yên tâm đi, trừ khi sơn thần hàng lâm, nếu không chẳng kẻ nào có thể phá hủy được dược cốc sau khi bà đột phá đến huyền tâm cảnh đã khôi phục lại dáng vẻ coi trời bằng vung ở hạ giới năm xưa bà cảm thấy con đường tu tiên của mình mới thực sự bắt đầu hai người trò chuyện một lúc lục linh quân mới giải thích rõ mục đích đến đây của mình việc nhắc nhở cố an rằng trong thái huyền môn có đại yêu chẳng qua cũng chỉ là cái cớ mục đích thực sự của bà là muốn cố an viết một cuốn sách lấy bà làm nhân vật chính giống như cuốn sách lấy thái huyền tiên tôn làm nhân vật chính trước kia ngươi là tu sĩ cảnh giới huyền tâm chỉ cần ngươi muốn có thể dễ dàng chấn động thiên hạ, cần gì ta phải viết sách. Cố An Trần chừ đáp. Hắn không ngờ Lục Linh Quân lại có sở thích này. Lục Linh Quân nhớ mày, ngươi muốn gì cứ nói thẳng. Ngươi lại đến nữa rồi. Đây là cái kiểu gì chứ, lần trước, khi trở về từ Thái Trần Hoàng Triều, ta đã cảm nhận được khí tức của một gốc linh thụ bát giai, đang được cất giấu trong một giáo phái nào đó, nếu ngươi viết sách cho ta, sau khi việc thành công, ta sẽ đi trộm gốc cây đó ngươi dám trộm ta cũng không dám lấy ta có thể dùng bí pháp phong ấn gốc cây đó đến khi sóng gió yên lặng ngươi lại tìm một nơi khác để trồng ta không có chỗ nào để trồng đừng có giả vờ nữa trên người ngươi chắc chắn có bí mật nếu không sao ngươi thường xuyên ra ngoài như vậy khụ khụ đừng có nói nhảm nữa viết sách thì có thể bàn bạc nhưng không được bôi nhọ ta hiểu chưa nghe thấy cố an nói vậy lục linh quân cũng vui vẻ bà cười đáp được rồi được rồi ta không bôi nhọ ngươi ngươi làm gì có bí mật gì ngươi một lòng một dạ vì thái huyền môn công tư phân minh ừ như vậy mới đúng kể ta nghe chuyện của ngươi đi ta sẽ tìm cảm hứng từ đó cố an hài lòng gật đầu đáp vừa khéo dạo này hắn cũng có thời gian viết một cuốn sách cũng được thể hiện chút tài năng để người đời chiêm ngưỡng sức viết lách của phan an lục linh quân chìm vào ký ức bắt đầu kể chuyện của mình bà kể suốt một đêm gần sáng lục linh quân mới bước ra khỏi lầu cát của cố an đường dư đang dậy sớm luyện công nhìn thấy cảnh này không khỏi trừng lớn mắt hắn vội vàng thu hồi tầm mắt giả vờ như không thấy gì tin tức lục linh quân là trưởng lão trong tông môn đã truyền khắp dược cốc đám đệ tử bình thường đều tránh xa bà sư phụ thực sự lợi hại ngay cả trưởng lão trong tông môn cũng có thể lấy xuống quả nhiên có ngoại hình đẹp để có thể vượt qua khoảng cách về tu vi đường dư âm thầm nghĩ thầm Lục Linh Quân vừa về đến lầu cát của mình, Cố An đã nghe thấy bà đang trò chuyện với Bạch Linh yêu đế. Trong lầu cát của Lục Linh Quân đã được bày cấm chế cao thâm, nhưng điều này không có tác dụng gì với Cố An. Hơn nữa hai lầu cát lại ở cạnh nhau, Cố An rất dễ nghe thấy động tĩnh của bà. Dựa vào cuốn sách hắn viết thực sự có thể liên lạc được với những người phi thăng khác sao, cũng không dám khẳng định, nhưng nhỡ đâu được thì sao, danh tiếng của Phan An đã truyền khắp cửu triều địa, có thể thử xem, ta chẳng thể chạy ra ngoài nói mình là người phi thăng được. Cũng đúng, hơn nữa ý tưởng này của ngươi cũng không tồi, nếu có thể đoàn kết những người phi thăng khác, kết thành một lực lượng của riêng ngươi, sau này cũng có lợi cho việc ngươi tranh đoạt vị trí tông chủ. Nghe đến đây, Cố An đặt bút xuống, chìm vào suy nghĩ. Buổi trưa, trong thành trì ngoại môn. Trên bổ thiên đài. Một nam tử mặc áo trắng đi đến chân chữ chính, hắn nhìn ngắm ý kiếm ẩn chứa trong chữ, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc chỉ riêng ý kiếm này thôi e rằng phù đạo kiếm tôn đã vô địch trong huyền tâm cảnh chỉ không biết ông ấy đã đạt tới cảnh giới cao hơn hay chưa nam tự áo trắng âm thầm kinh hãi hắn ngồi xổm xuống vương tay định chạm vào này đừng có sờ lung tung cẩn thận ý kiếm làm bị thương đấy một giọng nói từ bên cạnh truyền đến người nói chính là tả lân kể từ khi phù đạo kiếm tôn mượn thanh kiếm của cha hắn là tả nhất kiếm để giết địch tả nhất kiếm không còn đến bổ thiên đài nữa ngày nào cũng nhốt mình trong phòng để tìm hiểu thanh kiếm đó, ngay cả đứa con trai này cũng không được làm phiền. Tả lân không còn cách nào khác để lĩnh ngộ được ý kiếm của phù đạo kiếm tôn, chỉ có thể tiếp tục ngồi trên bổ thiên đài. Nam tự áo trắng nhìn tả lân, cười hỏi, huynh đệ, ngươi ngồi ở bổ thiên đài bao lâu rồi, tả lân đáp, từ khi hai chữ này xuất hiện, ta đã ngồi ở đây rồi. Ngươi trông có vẻ quen quen, mới đến lần đầu sau, hắn đánh giá nam tự áo trắng, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ trên bộ thiên đài có rất nhiều câu chuyện khó tránh khỏi việc hắn sẽ suy nghĩ nhiều nam tự áo trắng cười đáp ta đến từ trầm đường hoàng triều năm nay mới bái nhập thái huyền môn trở thành trưởng lão khách khanh của ngoại môn ta bái nhập thái huyền môn là vì muốn gặp phù đạo kiếm tôn vừa nghe thấy vậy tả lân lập tức vẫy hắn đến ngồi bên cạnh mình nam tự áo trắng không do dự nhanh chóng đi đến ngồi xuống tả lân đang định nói chuyện bỗng nhiên nhìn thấy một người đôi mắt lập tức sáng lên hắn lập tức hô lớn, cố an, mau tới đây, tiếng hô lớn của tả lân khiến mọi người xung quanh nhìn lại. Cố an cố ý làm như không nghe thấy, nhưng chung quanh có quá nhiều người nhìn qua, hắn không thể giả vờ được, đành phải đi tới. Nam tự áo trắng quay đầu nhìn lại, phát hiện người mà tả lân gọi chỉ là một tu sĩ trúc cơ, liền thu hồi ánh mắt. Cố an ném một điểm sinh mệnh về phía hắn để thăm dò. Đế tà, huyền tâm tầng 3 2450 phần 8000 phần 19000 yêu quái đã sống hơn 2.000 năm tuổi, người nọ đột ngột quay đầu nhìn về phía cố an, mắt hắn lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn cảm giác được khí tức sinh mệnh của mình đã bị phát hiện, cố an lại không thèm để ý tới hắn. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên là đế tà, cố an tới thành trì ngoại môn chính là vì đế tà, tên yêu quái, đế tà, này đột phá đến huyền tâm cảnh, đã dùng một loại công pháp thần kỳ nào đó để che giấu tu vi. Lúc bình thường, những đệ tử khác đều cho rằng hắn là một tu sĩ huyền tâm cảnh bình thường không ai biết hắn là yêu quái cái gọi là yếu nhưng có mưu đồ lớn không gì vượt qua được gán ghép đã có vô số chuyện chứng minh rồi tả lân nói với đế tà bộ thiên đài này là chứng tích phù đạo kiếm tôn bằng lòng chúng ta gán ghép bản thân mình sau đó mượn cơ hội gán ghép này để tấn công kẻ địch không phải lần trước ngươi không có mặt lần đó kẻ địch xông đến nơi này sống sờ sờ một người bay thẳng ra ngoài rồi không còn thấy ló mặt nữa hoặc là đã bị giết chết âm lượng giọng nói của tả lân tương đối lớn khiến cho rất nhiều tu sĩ chung quanh đều không nhận được nhìn lại đôi mắt đế tà nghiêm nghị không thể coi thường vị trúc cơ trước mắt này chẳng lẽ hắn thực sự là đại phúc tinh của thái huyền môn rất nhiều nội tình của thái huyền môn đều có quan hệ với người này sao đôi mắt đế tà càng ngày càng nghiêm nghị lúc trước hắn chỉ nghe đồn đãi giờ này suy nghĩ một chút càng thấy rõ người này có tu vi sâu xa khó dò dù hắn biết cố an mới trúc cơ nhưng tại sao lại không thể che giấu tu vi của mình trước mặt trúc cơ người này có phải có thể nghiền ép mình đế tà bỗng nhiên cảm thấy rợn tóc gáy vốn ý nghĩ của hắn chính là lấy phù đạo kiếm tôn ra làm trò cười dần dần lấn át giúp đỡ thái huyền môn tiêu diệt phù đạo kiếm tôn nhưng nội tình của thái huyền môn là người này sao đế tà lau một đầu mồ hôi lạnh cố an đến gần bên cạnh tả lân hỏi tả huynh có chuyện gì không hắn một mặt cảm khái mình bị trời tru đất diệt thật sao trước đó người thái huyền môn chỉ nói với đế tà đột phá huyền tâm cảnh này rằng cố an là nội tình của bọn họ giờ này đế tà lại nghĩ đến một chuyện đến bây giờ vẫn chưa từng có ai nghiêm túc xác nhận qua chuyện này cố an có vẻ rất bình thường bất cứ lúc nào hỏi cố an chuyện gì cố an vẫn trả lời nội dung cũng rất bình thường đế tà nghe bọn hắn nói chuyện không có gì bất ngờ cho đến tả lân cười nói hậu bối này vừa mới đầu nhập thái huyền môn tài cán không tồi trông giống một người rất bình thường, rất có thể làm chuyện lớn một chút đó. Chuyện lớn. Cố An sửng sốt, hỏi, chuyện gì, tả lân chỉ vào đế tà nói, hắn có khả năng đầu tiên hứa xuông, không cho hắn đi theo ngươi vơ vét, khóe miệng cố An co giật, hắn âm thầm khẳng định, sau này không dám tiến đến bên cạnh tả lân, đối tượng cần vơ vét rất mẫn cảm, hắn gật đầu nói, tả huynh chỉ điểm, ta sẽ cẩn thận suy nghĩ một chút. Đế tà đứng ở một bên, ý nghĩ trong nội tâm rung rung lòng mưu tính âm thầm lục tục tăng lên bây giờ lại sụp đổ lời của tả lân khiến biểu tình của đế tà trở nên không tự nhiên nhưng câu tiếp theo lại làm hắn dở khóc dở cười ngươi nhất định là thiên tài ta xưa nay chưa bao giờ nhìn sai tư chất hay vận khí của người khác tả lân với vẻ mặt đắc ý khẽ hất cầm ra hiệu cho đế tà nhìn về phía cố an chớ xem thiếu niên này chỉ có tu vi trúc cơ hắn cũng không đơn giản sự thật đã chứng minh ánh mắt của ta không tệ giờ hắn đã là thiên tài kim bản Cố An bước tới, bất lực nói, ta tính gì là thiên tài. Có thể vào được kim bản chẳng qua là nhờ vận khí tốt mà thôi. Tả lân kéo Cố An ngồi xuống, sau đó để đế tà và Cố An tự giới thiệu. Đế tà tỏ ra rất bình thản, đối với Cố An cũng rất tốt, hoàn toàn không có dáng vẻ của một khách khanh trưởng lão. Tả lân rất hứng thú với đế tà, nghe nói đế tà muốn tìm hiểu phù đạo kiếm tôn, lão cũng không giấu giếm, bắt đầu kể lại những sự tích phù đạo kiếm tôn từng ra tay. Đế Tà nghe rất chăm chú. Trước khi đến đây, hắn đã nghe nói cử triều đệ nhất tu sĩ chính là trường sinh đạo nhân của Tam Thanh Sơn hoặc phù đạo kiếm tôn của Thái Huyền Môn. Trong đó, phù đạo kiếm tôn là thần bí nhất. Mặc dù phù đạo kiếm tôn đã nhiều lần ra tay vì Thái Huyền Môn, nhưng chưa từng có ai biết được thân phận thật sự của người. Cố An nghe Tả Lân khoe khoang về thân phận khác của mình, cảm thấy khá thú vị. Đồng thời, hắn cũng quan sát Đế Tà. Trong nửa canh giờ tiếp theo cố an không cảm nhận được chút ác ý nào từ người đế tà đành tạm gác lại nghi ngờ yêu ma đại kiếp sắp đến một đại yêu giao tiên cảnh lại lẻn vào thái huyền môn không biết là có ý đồ gì cố an sợ đế tà nghi ngờ mình nên tìm cơ hội bỏ đi ngày còn dài có thể từ từ quan sát đế tà bởi đế tà có ý định tham mộ kiếm ý của phù đạo kiếm tôn ở bổ thiên đài những ngày sau đó ngày nào cố an cũng dùng thần thức quan sát đế tà càng xem càng cảm thấy đế tà thực sự không có ác ý, có khi hắn đến đây chỉ đơn thuần là muốn học kiếm. Trước đó, đế tà dùng thần thức quét xung quanh, có lẽ chính là để tìm phù đạo kiếm tôn. Xuân đi thu đến, hai năm thấm thoát qua đi. Trong hai năm này, thọ nguyên của cố an tăng lên rất nhanh. Túc tinh động thiên cung cấp cho hắn một lượng lớn thọ nguyên, thọ nguyên của hắn đã vượt qua 6,5 triệu, ngày càng gần với cột mốc 10 triệu. Ngày hôm ấy, Cố An đến tàng thư đường ngoại môn, dùng danh nghĩa Phan An, cho ra mắt cuốn sách mới có tên, Phá Toái Hư Không. Trưởng lão Lưu Thường Thi Sư từng tiếp đãi Phan An đã qua đời, người tiếp đãi Cố An hiện tại là đại trưởng lão của tàng thư đường, Phùng Thương. Phùng Thương lần đầu tiên tiếp đón Phan An, vô cùng phấn khởi, kéo Cố An nói rất nhiều lời khen ngợi tân bốc và còn cam đoan nhất định sẽ lo liệu chu toàn các công việc hậu kỳ của cuốn sách này. Phải ở trong tàng thư đường suốt một canh giờ, Cố An mới thoát thân được. Phùng Thương quả thực quá nhiệt tình, trong mắt Phùng Thương, Cố An chính là một cơ duyên lớn, chỉ cần hắn sắp xếp ổn thỏa cho cuốn sách mới của Phan An thì sau này sẽ phất lên như diều gặp gió, rời khỏi tàn thư đường, Cố An đi dạo trong thành. Thành ngoại môn này ngày càng trở nên sầm uất theo sự lớn mạnh của Thái Huyền môn, đường phố nào cũng đông đúc, thậm chí trên đường còn xuất hiện các quầy hàng bán đủ loại kỳ trân dị bảo. Một năm gần đây, Cố An không có việc gì làm lại thích vào thành dạo phố. Đi mãi, cố an gặp phải một người quen đỗ nghiệp cố an tiến lên chào hỏi cả hai đều là gia đình của cơ gia cùng bái nhập vào thái huyền môn tuy quan hệ không thân thiết nhưng nếu gặp nhau ở ngoại môn cũng sẽ tán gẫu đôi câu đỗ nghiệp đang mân mê một cái hồ lô nhỏ ở một quầy hàng nghe thấy giọng của cố an không khỏi buông chiếc hồ lô xuống đứng dậy nhìn về phía cố an đợi cố an đi đến trước mặt mình hắn nở nụ cười hỏi ngươi cũng đến mua bảo bối sao cố an cười đáp làm gì có lắm bảo bối như vậy để mua. Ta chỉ tiện đường ghé qua xem náo nhiệt mà thôi. Gần đây có gì mới không, Đỗ Nghiệp đã 92 tuổi nhưng trông như mới ngoài 40. Thời trẻ hắn không uống đan dược chú nhan nên trông già hơn cố an. Trong tu tiên giới, không phải tu sĩ nào cũng theo đuổi vẻ ngoài trẻ trung, cũng có một vài người cho rằng trong trưởng thành một chút sẽ càng thể hiện được khí thế hơn. Hay, đừng nhắc nữa. Cách đây không lâu ta trùng kích rút cơ cảnh thất bại, lại lãng phí một viên trúc cơ đan. Đỗ nghiệp buồn bã nói. Hắn mới thực sự thuộc tầng lớp dưới chót của tu tiên giới, tư chất tầm thường, muốn có tư nguyên tu luyện đều phải chạy vặt làm việc vặt cho con cháu đệ tử các thế gia. Cố an an ủi hắn, sau đó móc ra một lọ đan dược, trong đó có hai viên trúc cơ đan. Cái này, đỗ nghiệp cầm lấy lọ thuốc, do dự mãi. Hắn không muốn nhận ân huệ của cố an nhưng cũng không nỡ từ chối đối với một tu sĩ tầng chót như hắn, trúc cơ cảnh chính là mục tiêu cả đời theo đuổi. Cố An cười nói không cần khách khí, tốt xấu gì chúng ta cũng lớn lên cùng nhau, ta cũng muốn ngươi sống thêm vài chục năm nữa, về già còn ngồi ôn lại những chuyện hồi thơ ấu. Nghe vậy, Đỗ Nghiệp cảm thấy ấm áp trong lòng. Hắn nhớ lúc trước mình còn nói với Cố An, rằng nếu gặp phải phiền phức gì cứ tìm hắn, chỉ cần hắn giúp đỡ được nhất định sẽ không từ chối. Đã hơn nửa đời người trôi qua, cố an chưa từng tìm hắn giúp đỡ ngược lại giờ chính hắn lại mang ân huệ của cố an đỗ nghiệp nhẹ nhàng đấm vào vai cố an không từ chối nữa cất luôn lọ thuốc vào trong túi trữ vật đúng rồi cách đây không lâu ta nghe được một chuyện tiểu thư thứ ba của chúng ta đã đính hôn rồi dường như đỗ nghiệp chợt nhớ ra điều gì đó khẽ giọng nói nghe xong cố an hơi sững sờ tò mò hỏi lại đính hôn với ai biết cơ tiêu ngọc đã đính hôn trong lòng hắn không khỏi dậy lên một tầng sóng nhỏ. Có lẽ là vì hồi nhỏ cơ tiêu ngọc đã từng cứu hắn. Sau khi lớn lên, cơ tiêu ngọc đối đãi với hắn cũng rất thân thiết, không giống đối xử với gia đình, còn tặng không ít thứ cho hắn, giúp đỡ hắn tu hành. Một nữ nhi kiêu ngạo xuất chúng như nàng cũng không tránh khỏi vận mệnh kết thân thế gia sao, nghĩ đến đây, cố an không khỏi cảm khái. Đỗ nghiệp lắc đầu, ta không biết. Có điều hình như chỉ mới đính hôn, vẫn chưa xác định thời gian thành thân. Ta thấy thiếu chủ và những người khác rất vui vẻ, chắc đối phương cũng không phải dạng tầm thường. Nhất định rồi. Có thể kết thân với cơ gia cũng không phải người mà ngươi và ta có thể tưởng tượng được. Cố An cười nói. Cả hai lại tán gẫu thêm vài câu, sau đó Cố An cáo biệt đổ nghiệp. Hắn không quay về dược cốc mà tiếp tục đi dạo trong thành. Tàn thư đường hành động rất nhanh, chưa đến một tháng, phá toái hư không, đã xuất hiện trong tàn thư đường của các thành. Dựa vào danh tiếng của Phong Thần Diễn Nghĩa và Thái Huyền Tiên Tôn, sách mới của Phan An vừa ra mắt đã tạo nên một cơn lốc càng quét Thái Huyền Môn. Một tháng sau, danh tiếng của Phá Toái Hư Không đã lan rộng khắp Thái Thương Tu Tiên Giới, đến tay 8 triệu đại còn lại. Lục Linh Quân cũng mua một cuốn. Xem xong, nàng lập tức đi tìm Cố An. Viết cũng khá hay, đại yêu trong cơ thể đã dẫn dắt nam chính có tư chất tầm thường bước lên con đường tu tiên, chỉ là, lục linh quân cao mày nói. Cố an hỏi chỉ là gì, tại sao lại gọi là, phá toái hư không, nàng nhìn chầm chầm vào cố an, dường như muốn nhìn thấu được hắn. Cố an nghi hoặc hỏi lại, chẳng phải ngươi nói ở quê các ngươi, phi thăng là mục tiêu theo đuổi sao? Phá toái hư không, chẳng nhẽ lại không hấp dẫn ư, nghe vậy, lục linh quân bất giác cực đầu. Đích thực rất hấp dẫn vậy ngươi cứ viết cho tốt vào trong lòng nàng hơi tự dẻo tên tiểu tử này sao có thể đoán được nàng là phi thăng giả chứ sau đó cả hai bắt đầu trò chuyện về cuốn phá toái hư không lục linh quân đưa ra rất nhiều yêu cầu cố an không đồng ý nhưng khi nàng móc một đống thiên tài địa bảo ra hắn lập tức đổi giọng nói là có thể cân nhắc lục linh quân bị lòng tham của hắn chọc cười đợi lục linh quân đi rồi hắn mới lấy tầm xuân đạo trưởng ra xem phá toái hư không chỉ là do có người nhờ mới viết, những tác phẩm kinh điển đáng xem vẫn là Tầm Xuân Đạo Trưởng, dưới bút danh Phan An xuất bản sách, đám tạp dịch đệ tử của Huyền Cốc và Đệ Tam Dược Cốc cũng bắt đầu tranh luận về cuốn sách này, danh tiếng của Phan An còn có sức ảnh hưởng lớn hơn Cố An tưởng tượng. Nửa tháng sau, khi Cố An quay về Đệ Tam Dược Cốc liền cảm nhận được khí tức của Lữ Bại Thiên. Tính này thì đã hơn 10 năm không gặp rồi. Cố An đi vào trong gác xếp gặp Lữ Bại Thiên chờ đợi đã lâu hắn đóng cửa phòng lại, sau đó đi đến phía sau Lữ Bại Thiên, giơ tay thi lễ. Lữ Bại Thiên trong không khác mấy năm về trước là bao, lão ra hiệu bảo Cố An ngồi xuống. Sau khi Cố An ngồi xuống, Lữ Bại Thiên mới hỏi sao gần đây lại nghĩ đến chuyện xuất bản sách, cảm hứng nhất thời thôi. Ngươi cũng xem rồi ư? Cố An trả lời. Xem rồi, không hay bằng, phong thần. Đúng là vậy thật. Một câu từ tận đáy lòng của Cố An, chính hắn cũng nghĩ như vậy. Lữ bại thiên chuyển chủ đề hỏi, Tô Hàng có phải là đồ đệ của ngươi không? Nghe xong, Cố An giả vờ căng thẳng hỏi trước kia là, hắn làm sao? Lữ bại thiên nhìn chầm chầm Cố An, hắn cũng tu luyện nghịch mệnh thần công. Sao cơ? Cố An kinh động lớn tiếng hỏi. Hắn vội vàng giải thích, không phải ta truyền cho hắn. Những năm gần đây, ta căn bản không hề gặp hắn. Từ sau khi Lữ bại thiên truyền thụ nghịch mệnh thần công cho Cố An, hắn không luyện nhiều, bởi hắn không thể từ bỏ công pháp hiện tại để tu luyện lại từ đầu. Lữ bại thiên hừ mũi, ta đương nhiên biết không phải ngươi truyền cho hắn. Trên thực tế, nghịch mệnh thần công cũng không phải do ta sáng tạo, ta cũng được truyền thừa. Ta có thể nói thẳng cho ngươi biết, nghịch mệnh thần công có nguồn gốc từ đàm hoa giáo. Hiện giờ Tô Hàng cũng tu luyện nghịch mệnh thần công, chứng tỏ dư nghiệt đàm hoa giáo vẫn chưa bị tiêu diệt hết. Cố An trợn to mắt, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Trong lòng hắn nghĩ đến cửu U Thập Tam Lệ và Đàm Hoa Quỷ Mẫu, chẳng lẽ bọn họ đã tìm đến Tô Hàng, giáo chủ, ngươi, cố A nhìn Lữ Bại Thiên, không biết nên nói thế nào, đủ loại cảm xúc hiện hết lên mặt. Hắn rất muốn nói, thực ra, ta cũng có một thân phận khác liên quan đến Đàm Hoa Giáo. Ta chính là giáo chủ Đàm Hoa Giáo, Lữ Bại Thiên cười nói yên tâm đi, ta chỉ có nhân quả với Đàm Hoa Giáo, cũng không phải thực sự đến từ Đàm Hoa Giáo. Khi còn trẻ, ta từng kết giao một đạo lữ, nàng đến từ đàm hoa giáo. Trước khi chết, nàng đã truyền lại nghịch mệnh thần công cho ta, nhờ công pháp này, ta mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Chuyện của này ngươi đừng nói ra ngoài, nếu truyền ra ngoài, vị trí giáo chủ này của ta nhất định sẽ không ngồi được nữa. Từ khi các thái thượng trưởng lão quay về, vị trí này của ta càng lúc càng không vững. Nói đến đây, lão bật cười tự giễu. Cố An lập tức nói đương nhiên ta sẽ không nói ra ngoài, chỉ cần ngươi không làm tổn hại đến lợi ích của Thái Huyền Môn. Lữ Bại Thiên trừng mắt lườm hắn, ra vẻ tức giận nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Không hổ là người mà ta ưng ý làm giáo chủ, Lữ Bại Thiên lại nói, Tô Hàng đã học được quán thiên thần kiếm, lại nhận truyền thường nghịch mệnh thần công, sắp tới tốc độ trưởng thành của hắn sẽ rất nhanh. Quan hệ giữa ngươi và hắn có gần không? Nếu rất gần, ngươi phải cẩn thận một chút, phía sau tô hàng hiển nhiên có cao nhân ta sợ người đứng sau hắn sẽ tới đây ức hiếp buộc ngươi phải giúp đỡ khiến tô hàng càng thêm oán hận thế giới này bức hại ta cố an suýt bật cười kẻ nào muốn bức hại hắn chính là chán sống có chức năng dự đoán địch thủ nhờ thọ nguyên bất kỳ ai có ý định thù địch với thân thể của hắn hắn đều có thể phát giác trong nháy mắt ít nhất hiện tại vẫn chưa có ai sinh ra ý thù địch bình thường cố an ở chung với người khác rất thân thiện rất khó để ai đó sinh ra ý thù địch đối với hắn, ngoài thái huyền môn, chẳng có mấy người biết đến hắn. Đối mặt với cái nhìn chăm chú của Lữ Bại Thiên, Cố A nhíu mày, trầm ngâm nói, ta cũng không rõ nữa, ta đối xử với hắn khá tốt, năm đó kiếm tông truy sát hắn, ta đã khuyên hắn từ bỏ hận thiên thần kiếm, có lẽ trong lòng hắn cũng có oán giận với ta. Lữ Bại Thiên gật đầu nói, có oán giận cũng là chuyện tốt, ít nhất ngươi sẽ không trở thành nhược điểm của hắn, nhưng ngươi phải cầu nguyện hắn đừng hận ngươi, nếu không khi hắn trưởng thành ngươi sẽ gặp phiền phức nói đến câu sau giọng điệu của ông mang theo ý châm chọc cố an nhún vai ta tin tưởng thái huyền môn sẽ bảo vệ ta ta ở nơi này mà vẫn gặp nạn vậy vấn đề của thái huyền môn rất lớn tiểu tử thối đang cố tình nói khấy ta đấy à sao có thể chứ ta tin tưởng môn chủ vì vậy môn chủ đừng treo chọc ta nữa một tu sĩ nhỏ bé như ta không muốn bị cuốn vào rắc rối quá lớn nào là hận thiên thần kiếm, nào là thần giáo, tốt nhất đừng liên quan đến ta chút nào. Cố An bất đắc dĩ nói. Thấy biểu cảm của hắn, Lữ Bại Thiên bất chợt cảm thấy xấu hổ, cho rằng mình không nên treo chọc hắn. Dù tu vi ông đã đạt tới hợp thể tầng chính, nhưng đứng trước uy hiếp của hận thiên thần kiếm, chắc chắn trong lòng hắn sẽ rất hoảng sợ. Nghĩ vậy, Lữ Bại Thiên nghi mặt nói, chỉ cần ngươi rời Thái Huyền Môn ít thôi là sẽ không sao, ít nhất trong Thái Huyền Môn, ta bảo đảm ngươi bình an, rõ ràng, ông ám chỉ chuyện cố an đi thiên nhai cốc. Dù Lữ Bại Thiên không biết thiên nhai cốc ở đâu, nhưng ông đã biết cố an cứ cách vài ngày lại rời khỏi huyền cốc, cũng không truy hỏi chuyện này. Lữ Bại Thiên bắt đầu nhắc đến Lý Huyền Đạo. Hiện tại, Thái Thương Hoàng Triều tấn công rất mãnh liệt, đã liên hợp với Đại Ngu Hoàng Triều mở ra không dưới năm chiến trường, sắp không chịu nổi nữa rồi. Lữ Bại Thiên thực sự không thích Lý Huyền Đạo, nhưng phải thừa nhận Lý Huyền Đạo có tài dụng người, luôn biết cách khai thác thiên tài hoặc các tướng giỏi. Trên lập trường của Cố An, hắn hy vọng Lý Huyền Đạo có thể thống nhất cửu triều, sau khi thống nhất mới có thể chống lại yêu ma kiếp nạn tốt hơn. Sau khi thống nhất, mới có thể thiết lập trật tự, thiên hạ Thái Bình mới là chính đạo, thiên hạ Thái Bình mới thích hợp để hắn sống ẩn dật. Đối với tu sĩ cấp thấp, Thái Bình cũng là điều tốt, có lẽ sẽ ít cơ duyên hơn nhưng có được mấy người trong số họ có thể mượn cơ duyên để đổi đời, ít nhất số tu sĩ cấp thấp dựa vào cơ duyên để đổi đời không nhiều bằng số người chết trong tranh đấu hai người trò chuyện rất lâu mãi đến khi lữ bại thiên rời đi không biết có phải ảo giác của cố an hay không nhưng hắn cảm thấy lữ bại thiên không còn sắc bén như nhiều năm trước túc tinh động thiên cố an đeo mặt nạ xuất hiện trên vách đá thần thức quét qua nhìn thấy an hạo đang ở trong một hang động bên trong có một cái hồ trong hồ chứa nước đỏ như máu an hạo đang luyện công trong hồ khí huyết ngày càng mạnh mẽ Tư Yến Nhi ở trong rừng, luyện tập bộ pháp. Ở trong động thi này suốt 2 năm, An Hạo và Tư Yến Nhi đều nhận được truyền thừa khác nhau, thực lực tiến triển vượt bậc. Đợi đến khi bọn họ hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa của Túc Tinh đạo nhân, có lẽ sẽ phải mất nhiều năm nữa, dù sao thì Túc Tinh đạo nhân cũng có tu vi đại thừa, những thứ ông để lại khá đồ sộ, dù An Hạo có tài năng xuất chúng, cũng phải tốn rất nhiều thời gian để tiếp thu. Cố An chỉ nhìn thoáng qua rồi đi hái thiên tài địa bảo trong rừng hắn ẩn dấu khí tức rất kỹ càng không để đám linh thú trong động thiên phát hiện những linh thú hợp thể này khá hiền lành đã kết bạn với an hạo và tư yến nhi nhưng để tránh khỏi phiền phức không cần thiết tốt nhất cố an nên âm thầm hành động nửa giờ sau cố an rời đi với vẻ mãn nguyện chuyến này hắn thu hoạch được năm vạn năm thọ nguyên không có ai gieo trồng thiên tài địa bảo bên trong túc tinh động thiên cố an cũng không muốn gieo trồng ở đây chỉ sợ người của thất tinh linh cảnh tìm đến tận cửa hắn đành phải kiên nhẫn chờ đợi những thiên tài địa bảo ở đây tự sinh sôi phát triển, vì con mỗi lần hắn hái dược liệu trong động thi này sẽ không nhiều, nơi nào cũng chỉ lấy một nửa, để lại một nửa cho bọn chúng tiếp tục sinh trưởng. Hắn nhanh chóng trở lại động phủ của niệm sơ. Tháng trước, vào một đêm nào đó, dưới sự hỗ trợ của cố an, thiên yêu nhi thuận lợi độ kiếp thành công, bước vào cảnh giới kết đan, từ đó vẫn luôn củng cố tu vi. Sau khi cố an hạ xuống, cảm giác được yêu lực của nàng đã bình ổn xem ra tu vi đã được củng cố hắn cố ý phát ra tiếng bước chân đi về phía vườn thuốc thiên yêu nhi mở cửa chạy ra như một làn gió nhào tới bên người cố an trực tiếp ôm lấy cánh tay trái của hắn hưng phấn nói chủ nhân yêu đan của ta đã hoàn toàn ngưng tụ hơn nữa ta còn ngộ ra một loại thần thông cảm nhận sự mềm mại truyền đến từ cánh tay trái trong lòng cố an cảm khái yêu chính là yêu rõ ràng trông gầy gò nhưng dáng người lại vô cùng nóng bỏng hắn rút cánh tay ra một cách tự nhiên đi về phía trước vài bước sau đó ngồi xổm xuống hái dược thảo hỏi thần thông gì thiên yêu nhi chạy đến bên cạnh hắn không lưng hai tay chống đầu gối cười hì hì là một loại thần thông biến hóa bây giờ ta lợi hại lắm rồi lời vừa dứt một luồng yêu khí bùng phát từ người nàng che khuất thân hình cố an quay đầu nhìn yêu khí tản ra thiên yêu nhi lại biến thành dáng vẻ của hắn ngay cả khí tức cũng rất giống không có chút yêu khí nào chuyện này quả thực khiến hắn bất ngờ thần thông này cũng không tệ, cố an ném thảo dược đã hái được vào túi trữ vật, đứng dậy, tò mò hỏi, thần thông này có thể truyền thụ cho ta không, thiên yêu nhi lắc đầu, ta cũng muốn truyền thụ cho người khác lắm nhưng không có tâm pháp khẩu quyết. Thần thông này giống như là ra đời đã có sẵn, giống như mở miệng nói chuyện vậy, trước giờ ta chưa từng tu luyện nhưng lại có thể dễ dàng thi triển. Cụ thể là tu luyện thế nào, bản thân ta cũng không rõ. Nàng đảo người một cái, khôi phục dáng vẻ vốn có, yêu khí tràn ngập áp lên mặt nạ của cố an cố an lùi về sau một bước thiên yêu nhi mặc một thân váy đỏ hai tay chống nạnh đắc ý cười nói chủ nhân thần thông của ta có lợi hại hay không đôi mắt to sáng ngời của nàng cười đến nỗi cong cong như trăng khuyết khiến cố an không nhận được đưa tay xoa đầu nàng làm rối tung mái tóc của nàng khen ngợi thiên yêu nhi vài câu cố an để nàng tiếp tục đi tu luyện cố an vừa mới tới thiên yêu nhi không muốn tu luyện liền đứng ở một bên bảo vệ liếu ra liếu riếu nói không ngừng, toàn là những chuyện nhàm chán như bông hoa kia nở lệch. Lần trước nàng tu luyện vô cực tự tại bộ lại đâm vào cây thiên yêu nhi chỉ có thể ở trong động phủ niệm sơ, ngày thường không tiếp xúc với yêu vật nào khác, nếu là cố an, căn bản không nói được nhiều chuyện như vậy. Cố an không cảm thấy mất kiên nhẫn, ngược lại còn lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng đáp lời, khiến thiên yêu nhi càng vui vẻ hơn. Rất lâu sau, thiên yêu nhi đi theo cố an đến bên bàn đá, thấy cố an lấy ra từng bình đan dược, đều là đang dược dùng để tu luyện hướng dẫn nàng cách sử dụng đợi đến khi ngươi luyện thành vô cực tự tại bộ sau này ta có thể dẫn ngươi ra ngoài đi dạo cố an nói ở trong động phủ niệm sơ nhiều năm như vậy thiên yêu nhi chưa từng đưa ra yêu cầu được ra ngoài đi dạo thái độ của nàng đối với dược thảo cũng rất nghiêm túc ít nhất cố an không thể tìm thấy khuyết điểm nào trên người nàng cố an đã chấp nhận thiên yêu nhi không còn xem nàng như yêu nô nữa thiên yêu nhi không có chút kinh ngạc nào mà nói, vô cực tự tại bộ khó luyện quá, không biết ta phải cần bao nhiêu năm mới luyện xong. Thiên hoàng yêu mẫu không phải luyện tập mấy chục năm đã trở nên lợi hại như vậy. Các cường giả trên đời này đều phải nhịn được cô độc trong thời gian dài mới có thể làm gì thì làm. Cố An nói với giọng sâu xa. Thiên Yêu Nhi gật đầu nói, ta biết rồi, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, Cố An chú ý thấy nàng không còn la hét đòi báo thù không biết là chung sâu trong lòng hay đã từ bỏ ý nghĩ này rồi. Hắn không đi ngay mà ngồi xuống, bắt đầu giảng giải tiên thiên địa tiên công cho thiên yêu nhi. Kết đan chỉ là bước đầu tiên, thiên yêu nhi còn phải đi một chặng đường rất dài. Nếu có thể bồi dưỡng được một đại yêu tuyệt thế, chắc chắn cố an sẽ có cảm giác thành tựu. Cực hạn thọ nguyên của thiên yêu nhi là một vạn tám nghìn năm, nói cách khác, nàng sẽ là người đồng hành bên cạnh cố an lâu nhất. Có lẽ để tránh sau này phải cô độc, nên cố an dạy dỗ thiên yêu nhi chẳng khác nào truyền thụ cho an hạo mặt đất cập ghềnh nhấp nhô phóng mắt nhìn lại hoa cỏ cây cối trên núi khá thưa thớt toàn bộ là những cây đã khô héo không còn lá tiêu điều chết chóc hai bóng người đang di chuyển giữa lưng chừng núi một trong số đó chính là đồ đệ của cố an tô hàn mấy chục năm trôi qua tô hàn đã hoàn toàn lột xác khí chất thay đổi rất nhiều mặc một bộ đồ đen sau lưng đeo một thanh cốt kiếm trên trán buộc một sợi dây màu đỏ, cột tóc tùy ý, giữa chân mày và khóe mắt toát lên sát khí, ánh mắt lạnh lùng. Đi trước tô hàng là một lão già gầy gò, vừa đi vừa quay đầu lại, khom lưng cười nói, công tử, phía trước là nơi cư trú của thánh thú Hạo Long, mặc dù con Hạo Long này chưa đến trăm tuổi nhưng tính tình khá cổ quái, ngươi phải cẩn thận. Tô Hà nhìn về phía trước, trong bóng tối có một ngọn núi lớn thấp thoáng hiện ra, thỉnh thoảng có tiếng rồng rít vang vọng. Hắn ra lệnh, ngươi đi hấp dẫn nó trước ta sẽ theo sau. Nghe vậy, sắc mặt lão già gầy gò lập tức trắng bệch, vội vàng xua tay nói, tu vi của ta e rằng tô hàng xoay người, nhìn chầm chầm lão. Lão sợ tới mức run rẩy, vội vàng đồng ý, bay về phía trước, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Không lâu sau, một tiếng rồng rít vang vọng khắp trời đất. Tô Hàng cũng lập tức đi tới. Ở phía xa, một tiếng quát già nua vang lên, to gan, là ai dám xông vào cấm địa của cổ hạo tông, một hán tử mặc áo xám bay ra từ sau núi, trực tiếp đánh về phía Tô Hàng. Tô Hàng quay lưng về phía ông ta, không xoay người lại, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, một bóng ma bất ngờ xuất hiện sau lưng Tô Hàng, vung tay lên, yêu khí kinh khủng hóa thành một đôi cánh đen khổng lồ. Sắc mặt hán tử áo xám đại biến, dùng linh lực của bản thân để ngăn cản nhưng vẫn bị lực lượng kinh khủng của đôi cánh đen đẩy ngã xuống. Một giọng nữ lạnh như băng từ bóng ma kia truyền đến, khuyên ngươi nên xem như không nhìn thấy nếu không sẽ phải thân tử đạo tiêu tiếc núi cả đời nếu lần này cố an có mặt ở đây hắn sẽ nhận ra giọng nói của nàng đàm hoa quỷ mẫu đêm khuya dưới lòng đất huyền cốc bên trong bát cảnh động thiên cố an ngồi đọc sách dưới gốc cây thương đằng tựa lưng vào thân cây chính hai sợi dây leo rơi trên vai hắn nhẹ nhàng xoa bóp đột nhiên hắn đặt cuốn sách xuống và ngồi thẳng dậy sao vậy chủ nhân có phải lực đạo quá mạnh không cây thương đằng cất tiếng, giọng nữ nhẹ nhàng đầy vẻ đáng thương. Cố An trả lời, không, ta có việc, phải đi rồi. Thương đằng khẽ rung thân cây và vội nói, chủ nhân, đừng quên mang chút thịt cừu về nhé, Cố An vẫy tay rồi biến mất tại chỗ. Hắn bước ra ngoài phạm vi thái huyền môn, đứng trên đỉnh một ngọn núi. Gần cuối thu, gió đêm lạnh lẽo thổi động y phục của hắn. Ánh mắt hắn hướng về phía xa. Hắn cảm nhận được Hạo Long đang gặp nạn. Dù hắn và Hạo Long không ký kết khế ước, nhưng từ khi Hạo Long ra đời, giữa họ đã hình thành một mối liên hệ kỳ lạ, tương tự như cảm giác khi Huyền Diệu Chân Nhân Triệu gọi hắn. Hắn theo cảm giác mơ hồ đó, để thần thức phóng đi. Rất nhanh, hắn đã khóa chặt một giáo phái. Thần thức của hắn xuyên qua từng tầng cấm chế, tiến vào một tiểu thiên địa tương tự Túc Tinh Động Thiên. Ồ! Thần Hoa Quỷ Mẫu và Cửu U Thập Tam Lệ những kẻ này đang giao chiến với các đại tu sĩ của cổ hạo tông, thần thức của cố A nhanh chóng khóa chặt hạo long, nhưng nét mặt hắn dần trở nên kỳ lạ. Người đang giao chiến với hạo long lại chính là tô hàng, khí tức của tô hàng đã tiệm cận nguyên anh cảnh, nhưng rất hỗn loạn, như thể có thể tẩu hỏa nhập ma bất cứ lúc nào. Dù hạo long lười biến và không chăm chỉ tu luyện, nhưng nhờ có huyết mạch cường đại, tô hàng nhất thời cũng không làm gì được nó. Thân hình dài hai trượng của hạo long quẩy mạnh, miệng phun ra lửa nóng tô hàng như bóng ma linh hoạt né tránh thi thoảng vung kiếm kiếm khí chém trúng hạo long khiến máu rồng bắn tung tóe trong tay kia của tô hàng còn cầm một chiếc túi vải dường như đang thu thập máu rồng sau một thoáng do dự cố an quyết định ra tay trong màn đêm mờ mịt hạo long chạy trốn giữa núi rừng tô hàng cầm kiếm xương trong tay truy đuổi không rời đáng ghét ngươi rốt cuộc là ai bản đại gia tuyệt đối không tha cho ngươi hạo long gầm lên âm thanh rung chuyển cả núi rừng. Dù giận dữ, giọng nó vẫn mang vẻ non nớt của một thiếu niên. Tô Hàng lạnh lùng đáp, hận thiên thần kiếm, Tô Hàng. Mắt rồng của Hạo Long co rút lại, rõ ràng nó đã nghe danh hận thiên thần kiếm. Trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, thân hình càng lao nhanh hơn, quẩy mạnh như một con lương. Tô Hàng nhảy vút lên, bay cao giữa không trung, vung kiếm chém xuống. Kiếm khí cuồn cuộn hóa thành bảy bóng kiếm, lao về phía hạo long. Mỗi bóng kiếm đều có vài con quỷ dữ đi theo, như ác quỷ đẩy kiếm, tạo nên khung cảnh rợ người dưới bầu trời đêm. Bỗng nhiên, một bóng ma màu tím đen xuất hiện trên đầu rồng, nhẹ nhàng đưa tay bóp nát kiếm khí của tô hàng từ xa. Tô hàng chăm chú nhìn, đồng tử giãn rộng. Là hắn, tô hàng không bao giờ quên được bóng ma bí ẩn đã giết chết sư phụ chung lương của mình. ầm, uhm, một luồng thần thức khủng khiếp tấn công não hắn, khiến hắn lập tức ngất đi rơi xuống rừng. Hạo Long cũng chịu đòn tấn công thần thức, lập tức bất tỉnh. Thân rồng khổng lồ rơi xuống, kéo theo bụi đất mù mịt. Cố An tiến đến trước mặt Tô Hàng. Hắn nằm trên thảm cỏ, không rõ sống chết. Lúc này, thần hoa quỷ mẫu xuất hiện trước mặt Tô Hàng, quỳ một gối xuống và chắp tay nói, xin giáo chủ tha tội, chúng thuộc hạ không biết Hạo Long có liên quan đến người, khí tức âm u quanh thân bà dần tan đi, lộ ra gương mặt người phụ nữ trắng bệch ánh mắt bà nhìn cố an đầy kinh ngạc và phấn khích cố an thờ ơ hỏi ngươi là thần hoa quỷ mẫu dù đã từng gặp thần hoa quỷ mẫu nhưng phù đạo kiếm tôn chưa từng thấy mặt bà vì vậy hắn phải hỏi lại thuộc hạ chính là thần hoa quỷ mẫu bà kính cẩn đáp cố an nói tiếp cổ hạo tông cũng được ta bảo hộ hạo long là thánh thú của cổ hạo tông không cho phép các ngươi cướp đoạt ý hắn muốn nói rằng lần này hắn ra tay là vì cổ hạo tông chứ không phải vì Hạo Long." Thần Hoa Quỷ Mẫu nghe vậy, cẩn trọng hỏi, "Vì sao người lại bảo hộ cả hai giáo phái?" Cố An hỏi lại, "Thần Hoa giáo đã diệt, tại sao các ngươi không trở về Cửu U Chi Lộ?" Thần Hoa Quỷ Mẫu bất lực đáp, "Chúng thuộc hạ cũng muốn về, nhưng đường về trong Cửu U Chi Lộ đã bị các tu sĩ Thất Tinh Linh cảnh chặn mất, chúng thuộc hạ chỉ có thể trốn về đây." Thất Tinh Linh cảnh sao? Nghe vậy, Cố An càng chắc chắn rằng Thất Tinh Linh cảnh chính là thế lực đứng sau thúc đẩy đại nạn yêu ma. Hắn hỏi tiếp, tên tiểu tử này là đồ đệ của ngươi sao? Thần hoa quỷ mẫu liếc nhìn cố an được ma khí bao quanh, do dự một lúc rồi nói, hắn không phải đồ đệ của thuộc hạ, chỉ là một quân cờ. Đại nạn yêu ma sắp đến, thương sinh sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn. Thuộc hạ muốn lợi dụng cơ hội này để bồi dưỡng hắn, biến hắn thành sức mạnh giúp thuộc hạ đột phá cửu U Chi Lộ. Dùng tô hàng để đối phó với các tu sĩ thất tinh linh cảnh trong cửu U Chi Lộ sao, cố an không khỏi cảm thấy thương xót cho tô hàng, nhưng hắn không có ý định cứu giúp. Khát vọng sức mạnh của Tô Hàng đã trở thành chấp niệm. Dù không có thần hoa quỷ mẫu, hắn vẫn sẽ đi lệch khỏi con đường chính đạo. Trong mắt Tô Hàng, hắn không làm điều ác, hắn chỉ đang nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Cố An không tự tay giết Tô Hàng là vì hắn chưa nghe nói Tô Hàng tàn sát phạm nhân. Những người chết dưới tay Tô Hàng đều có ân oán với hắn, đa số đều muốn tiêu diệt hận thiên thần kiếm nhưng lại bị hắn phản sát. Hận thiên thần kiếm vốn là kiếm pháp gia truyền của Tô Hàng, nên quan hệ giữa hắn và Cố An không phải là quan hệ sư đồ thực sự. Cố An chỉ cung cấp đan dược cho hắn mà thôi. Quan hệ sư đồ đã chấm dứt, sống chết của Tô Hàng không còn liên quan đến Cố An. Hiện tại, Cố An chỉ muốn xem kết cục của Tô Hàng. Tô Hàng, với nghịch mệnh thần công trong tay, có thể thôn phệ linh lực của những tu sĩ khác, theo một góc độ nào đó, năng lực này tương tự như khả năng cướp đoạt thọ mệnh của Cố An nhưng con đường mà tô hàng lựa chọn hoàn toàn khác với cố an hắn đi đến đâu dứt chốc đến đó danh tiếng hung ác lan truyền khắp thiên hạ thần hoa quỷ mẫu giải thích về hiệu quả của nghịch mệnh thần công hoàn toàn giống với công pháp mà cố an biết không hề có nửa điểm dối trá đứng trên góc độ của thần hoa quỷ mẫu bà không biết phù đạo kiếm tôn cũng nắm giữ nghịch mệnh thần công nên bà đã nói thật có lẽ bà thực sự muốn tôn cố an làm giáo chủ của thần hoa giáo ở vùng đất của chúng ta, thần hoa giáo đã tồn tại hơn vạn năm, linh khí nơi đó vượt xa cửu triều chi địa. Dù thần hoa giáo đã bị sơn thần tiêu diệt, nhưng những người bị diệt đều là kẻ phản bội đi theo cảnh đồ tiên. Chính thống đệ tử của giáo phái vẫn còn, chỉ cần người theo thuộc hạ trở về, nhiều nhất là nghìn năm, thần hoa giáo có thể khôi phục lại vinh quang ngày xưa. Thần hoa quỷ mẫu nghiêm túc nói. Cố an hỏi, chỉ vì ta biết thái thương tinh thần kiếm thôi sao? ngươi không sợ ta hiến tế các ngươi, giống như việc thần hoa giáo vẫn làm ư, biết thái thương kinh thần kiếm chỉ là một lý do. Thuộc hạ đã ở thái huyền môn nhiều năm, biết được sự tích của người. Người có thể khắc hai chữ chính đạo trên bổ thiên đài, đủ để chứng minh phẩm hạnh của người. Nếu người đồng ý lãnh đạo thần hoa giáo, chắc chắn có thể đưa giáo phái đi vào chính đạo. Thần hoa thụ tuy là tà vật, nhưng thần hoa giáo ban đầu được thành lập là để hàng phục thần hoa thụ, cứu vớt cương sinh, từ đó hình thành đạo thống. Vừa nói, bà vừa giơ tay phải lên, một lệnh bài xuất hiện trong tay. Đây là lệnh của giáo chủ thần Hoa Giáo. Vị giáo chủ đã chết kia luôn tìm kiếm lệnh bài này, nhưng không biết nó nằm trong tay thuộc hạ. Chiếc lệnh bài này có thể triệu tập tất cả giáo đồ thần Hoa Giáo, cũng có thể tìm ra nơi ẩn dấu truyền thừa của chính tông đệ tử. Cố an vương tay, thần thức nhanh chóng xâm nhập vào lệnh bài. Hắn cảm nhận được một tầng cấm chế rất mạnh, không phải đại thừa cảnh thì không thể phá giải tất nhiên tấm chế này chỉ mạnh đối với người khác còn trước mặt hắn thì như không khi thần thức của hắn tiến vào lệnh bài cố an có cảm giác như thần thức của mình đang bao quát cả mặt đất hắn nhìn thấy một vùng đất tối tăm hỗn độn chỉ có địa hình không có hoa cỏ hay sinh linh thông qua cảnh tượng trong lệnh bài hắn có thể nhìn thấy vị trí của các tu sĩ thần hoa giáo khác ngoài ra lệnh bài này còn có nhiều tác dụng khác các tầng cấm chế phức tạp khiến cố an cảm thấy ngạc nhiên hắn thu hồi thần thức và nói ta sẽ tạm giữ lệnh bài này sau này thấy lệnh như thấy ta nghe vậy thần hoa quỷ mẫu vô cùng mừng rỡ vội vàng cúi đầu bái tạ cố an nhanh chóng biến mất tại chỗ thần hoa quỷ mẫu lập tức đứng dậy mang theo tô hàng rời đi còn về phần hạo long ở xa bà không dám chạm vào nữa cuối thu huyền cốc Cố An đứng xem các đệ tử quét dọn lá rụng ở các khu vườn, thần thức của hắn lại dõi theo một nơi xa xôi khác, đó là cuộc chiến giữa Thái Thương Hoàng Triều và Hàng Lục Hoàng Triều. Lữ Tiên và Võ Quyết cũng tham gia cuộc chiến, mỗi người đều thể hiện bản lĩnh của mình, hiện tại họ đã tiến gần đến hoàn thành của Hàng Lục Hoàng Triều. Ánh mắt của Cố An dừng lại ở trên người Diệp Viêm. Hắn cũng xuất thân từ huyền cốc, từng được La Hồn và Chu Thông U chỉ dạy về thương pháp và thuộc luyện thể. Sau khi trúc cơ, hắn đã nhập ngũ. Mấy chục năm trôi qua, Diệp Viêm hiện đã là tướng quân của Thái Thương Hoàng Triều, chiến công lừng lẫy. Dù hắn chưa kết đan, nhưng thực lực trên chiến trường không thể xem thường. Dù sao thì những người nhập ngũ phần lớn đều chưa đạt đến kết đan cảnh, những người đã kết đan đa số đều thoát khỏi sự ràng buộc của Hoàng Triều, theo đuổi con đường tiên đạo của riêng mình. Cố A nhìn chiến trường mà cảm thấy như đang xem phong thần diễn nghĩa. Cả hai bên đều có tu sĩ giáo phái xung phong, đấu pháp với nhau bên thua cuộc sẽ bị quân đội đối phương truy kích và dần dần rút lui đang mải mê theo dõi trân khánh cửi kiếm bay đến hạ xuống bên cạnh hắn khẽ nói sư phụ tô hàng sư huynh đã bị cổ hạo tông truy nã cố an thản nhiên đáp ta đã nói rồi hắn không phải sư huynh của ngươi trân khánh biểu môi ngoài mặt thì không phải sư huynh nhưng chúng ta đã cùng nhau lớn lên làm sao có thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ với hắn được ngươi nói với ta cũng vô ích Ta có thể làm gì đây, sư phụ? Con chỉ muốn trò chuyện với người thôi mà." Trân Thánh Trừng mắt nói. Cố An liếc nhìn nàng, cười nói, "Đừng lo lắng cho hắn nữa, hắn bị truy sát nhiều năm như vậy mà vẫn sống tốt đấy thôi. Thay vì lo lắng cho hắn, ngươi nên lo lắng cho bản thân mình. Ta cảm thấy ngươi gặp nguy hiểm còn nhiều hơn hắn đấy." Hắn đang nhắc đến lần trước nàng cùng các đệ tử chấp pháp đường bị Huyền Diệu chân nhân cứu dù trân khánh không tiết lộ về sự tồn tại của sơn thần nhưng diệp lan đã biết được quá trình nàng gặp nạn và kể lại cho cố an trân khánh vừa định phản bác thì đột nhiên cảm nhận được điều gì đó vội vàng lấy lệnh bài đệ tử từ trong túi trữ vật ra cố an cũng làm như vậy hắn lấy ra lệnh bài cốc chủ thần thức nhanh chóng xâm nhập vào bên trong ngay sau đó giọng nói của cổ tông vang lên thái thượng trưởng lão khô tùng thăm dò vùng đất yêu ma chẳng may ngã xuống ba ngày sau toàn bộ đệ tử sẽ vào thành trực thuộc để tế bái lão tổ. Lão tổ khô tùng đã chết, nghe được lời của cổ tông, cố an có chút hoảng hốt. Hắn và lão tổ khô tùng không phải là bằng hữu thân thiết, nhưng mỗi khi đến tàn thư đường nội môn, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Nghe được tin lão tổ khô tùng ngã xuống, trong lòng hắn dâng lên cảm giác khó nói nên lời. Thái thượng trưởng lão ngã xuống, ta nhớ vị lão tổ khô tùng kia là huyền tâm cảnh thì phải. Chân Khánh nhíu mày nói. Năm đó, khi thần hoa giáo tập kích, lão tổ khô tùng giao thủ với xích can tôn giả, danh hiệu khô tùng đạo giả truyền khắp Thái Huyền Môn, trở thành đại tu sĩ trong Thái Huyền Môn chỉ có danh vọng đứng sau phù đạo kiếm tôn trưởng lão. Hiện tại nghe được tin lão tổ khô tùng ngã xuống, ngay cả chân khánh chưa từng có giao thiệp với lão giả kia cũng cảm thấy khó chịu. Cố A nâng mắt nhìn về phía chân trời, chỉ thấy mây đen giăng đầy thành tầng tầng lớp lớp, đại biểu cho cơn bão sắp mưa trút xuống tin tức lão tổ khô tùng ngã xuống khiến toàn bộ thái huyền môn chấn động từ đó nhanh chóng lan truyền khắp tiên giới ba ngày sau cố a như ước hẹn đến thành trì nội môn tham gia lễ tế bái lão tổ khô tùng mười vạn đệ tử trong thành lặng lẽ mặc niệm nghe trưởng lão trong tông giảng về chuyện xưa của lão tổ khô tùng mặc dù là đệ tử vừa gia nhập thái huyền môn cũng bi ai không thôi sau khi giảng xong về chuyện xưa của lão tổ khô tùng thái huyền môn cũng lần đầu tiên công khai đại kiếp yêu ma sắp bùng nổ sau vài chục năm khiến từng tòa thành ầm ĩ cả lên. Trong những ngày tiếp theo, từng giáo phái của Thái Thương Hoàng Triều cũng tuyên bố chuyện này, tiên giới lại một lần nữa bị đánh vỡ an bình, tất cả tu tiên giả đều cảm nhận được nguy cơ. Đã có một huyền tâm cảnh ngã xuống, kiếp nạn này còn đáng sợ hơn loạn tặc thần hoa giáo ngày xưa. Thu đi đông đến. Tuyết đông dần dần bao phủ huyền cốc. Ngày hôm nay, Cố An đợi rất sớm trong lầu các ở huyền cốc, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc đang chạy tới. Đêm khuya, một bóng người xuất hiện bên cửa sổ Cố An. Cố An đi mở cửa sổ, để người tới vào trong. Đây là một nữ tử mặc áo trắng đội đấu lạp, sau khi vào trong, nàng tháo đấu lạp xuống, quay đầu nhìn Cố An đang bố trí cấm chế, cười hỏi, ngoan đồ tôn, có nhớ ta không? Cố An bày xong cấm chế, đi tới trước mặt nàng, hiếu kỳ hỏi, những năm này ngươi đi đâu, vẫn tốt chứ? Hắn ném một cái thăm dò thọ mệnh tới Khương Quỳnh. Khương Quỳnh, Nguyên anh cảnh tầng 6 243 phần 700 phần 5.490 hả, cực hạn thọ nguyên chín 490 tuổi, cố an nhớ rõ cực hạn thọ nguyên của Khương Quỳnh là hơn 2.400 tuổi. Xem ra bên trong cửu U Chi Lộ có đại cơ duyên, Khương Quỳnh cười nói, đi tới một nơi thần bí, cũng gặp được đại cơ duyên, ngư sư tổ gì chứ, là loại người nào mà lại sống không tốt, nhìn vẻ mặt lo lắng của cố an, trong lòng Khương Quỳnh cảm thấy ấm áp. Trên đời này vẫn có người nhớ tới nàng. Cố An Bảo Khương Quỳnh ngồi trước, mà hắn bắt đầu pha trà. "Đồ Tôn, những năm này ngươi sống thế nào?" Khương Quỳnh hỏi, ánh mắt nhìn về phía cách bài trí trong phòng. Cố An quay lưng về phía nàng, nói, "Không có gì khác, trồng hoa cỏ, đọc sách. Đúng rồi, ở đại hội kim bản trước đó, ta còn xông vào mấy trăm hạng đầu, cũng nhờ có pháp khí do Tiền Bối trong tông ban tặng nhắc tới đại hội kim bản, trong lòng hắn không khỏi đắc ý, cố ý khoe khoang với Khương Quỳnh nếu như là trước đây có lẽ khương quỳnh còn giật mình nhưng sau khi trải qua loạn tặc thần hoa giáo và xông vào cửu u chi lộ tầm mắt của nàng đã biến hóa nghiêng trời lệch đất đối diện với sự khoe khoang của cố an nàng chỉ cảm thấy buồn cười đồng thời cũng rất vui mừng nhìn tiểu tử này sống tốt trong lòng nàng cũng cao hứng thay sau khi cố an nói xong bưng trà nóng đi tới trước bàn ngồi xuống một bên rót trà một bên hỏi còn ngươi thì sao có thể tiết lộ một chút với ta không khương quỳnh cười tủm tỉm nói ta đắc tội đại nhân vật phải trốn ở bát cảnh động thiên ngươi xác định muốn biết cố an vừa nghe lập tức lắc đầu nói vậy thôi đi ngươi muốn trốn thì cứ trốn ta khẳng định sẽ không bán đứng ngươi trước đây khương quỳnh đã dạy cho hắn rất nhiều thứ hơn nữa bát cảnh động thiên vốn là của khương quỳnh thu lưu nàng tự nhiên không thành vấn đề chủ yếu nhất là cố an đã biết rõ là ai đang truy sát khương quỳnh trước khi đi cổ hạo tông một lần trong phạm vi dò xét của thần thức cố an phát hiện được bóng dáng khương quỳnh hắn tiếp nhận lệnh bài của giáo chủ thần hoa giáo chính là muốn lưu lại cho khương quỳnh vừa vặn khương quỳnh có giả tâm người truy sát khương quỳnh là hai gã đại tu sĩ độ hư cảnh nhưng bọn hắn đã mất dấu khương quỳnh hiện tại còn đang đi lại trong đại ngu hoàng triều bên cạnh nghe được lời cố an nói trên mặt khương quỳnh lộ ra ý cười nàng nâng tay lấy ra một cái bình ngọc dài màu trắng nói linh chất trong bình là thứ tốt mỗi tháng ngươi uống một mụn không thể uống nhiều, tránh khí huyết rối loạn, linh chất này có thể nâng cao tư chất căn cốt cho ngươi. Như vậy sao được, ngươi vẫn nên lưu lại dùng. Ta đã uống rất nhiều, đây là phần còn lại, đồ chơi này đối với ta đã không có tác dụng, ngươi lưu lại đi, không được cự tuyệt, Khương Quỳnh trừng mắt nói, Cố An nghe vậy, chỉ có thể nhận lấy. Nửa canh giờ sau, hai người chuyển bước đến Bát Cảnh Động Thiên. Cố An tiết lộ cây đằng già đã khai sinh ra linh trí, Khương Quỳnh không để tâm. Nói cây đàn già ở Thiên Thu Các cũng khai sinh linh trí. Trước đó khi ở lầu gác, Cố An đã truyền âm cho cây đàn già, dặn dò chuyện gì có thể nói, chuyện gì không thể nói. Lại bước vào bát cảnh động thiên, Khương Quỳnh có thể cảm nhận được linh khí nơi này so với trước kia càng thêm nồng đậm, điều này làm cho nàng cực kỳ hài lòng về Cố An. "Đồ tôn, Thiên Thu Các đã giải tán, thân nhân của ta đều chết thảm, sau này ta phải dựa vào nhau với ngươi, ngươi sẽ không ghét bỏ chứ?" Khương Quỳnh nâng tay khoác lên bả vai Cố An, cười tủm tỉm hỏi. Cố An lui về phía bên cạnh nửa bước, nói, sao lại ghét bỏ, ta còn muốn học trận pháp với ngươi. Sau đó, hắn đi tới dưới cây đằng già, đem đạo tàng thần thông của cơ gia đào ra, giao cho Khương Quỳnh. Đây là chuyện năm đó Khương Quỳnh đi cơ gia dự tiệc cướp lấy được, bên trong ghi lại thần thông đạo cương thiên địa. Cố An đã sớm luyện thành đạo cương thiên địa, hơn nữa lại thăng cấp nó thành đạo cương nguyên khí, hiện tại cho dù hắn sơ ý, địch nhân cùng cấp bậc đánh lén, cũng khó lòng giết chết hắn, bởi vì đạo cương nguyên khí có thể tự chủ hộ thể. Nhìn đạo tàng thần thông trong tay, ánh mắt Khương Quỳnh phức tạp, không biết vì sao, trong lòng nàng lại có chút phức tạp. Cố An thấy biểu cảm này của nàng, trong lòng thầm kêu không ổn. Nàng sẽ không bị cảm động chứ, hắn lập tức tìm cớ rời đi. Khương Quỳnh nhìn bóng lưng đang rời đi của hắn, trong lòng cảm khái nói, tiểu tử này ngốc thật, thế mà cũng không nghiên cứu một chút. Nàng cảm nhận được thần thông đạo tàng vẫn còn cấm chế, chưa bị phá bỏ, bởi vậy mới cho rằng Cố An chưa từng động tới. Ngốc như vậy, sớm muộn gì cũng gặp phiền toái. Phải dạy dỗ hắn, Khương Quỳnh trở về cũng không cải biến cuộc sống của Cố An, cứ cách 7 ngày hắn mới hạ một lần vào bát cảnh động thiên, trước đó chuẩn bị đủ loại dược thảo cho nàng, để nàng đừng hái thuốc, để hắn đến hái. Khương Quỳnh đã sớm biết sở thích của hắn sau khi trở về bát cảnh động thiên cũng không làm loạn cố an đã chuẩn bị đủ dược thảo nàng còn động thủ làm cái gì bởi vì cái chết của lão tổ khô tùng mùa đông này bầu không khí trong thái huyền môn càng lạnh hơn so với những năm trước cuối năm lại có một chuyện lớn phát sinh đó là hàng lục hoàng triều quy hàng từ đó thái thương hoàng triều thâu tóm hàng lục hoàng triều trình tự của cửu triều ngàn năm hoàn toàn bị phá vỡ hy vọng của lý huyền đạo tăng mạnh ngay cả ngoại môn thái huyền cũng đang thảo luận về hắn nếu như hắn thực sự có thể thống nhất thiên hạ, nhất định sẽ lưu danh sử sanh. Cố An ở ngoại môn nghe được nói Lý Huyền Đạo đã bắt đầu phái binh tới Vũ Trấn Hoàng Triều. Lần này trong dân gian không còn nghe thấy dị nghị gì nữa mà toàn là khen ngợi Lý Huyền Đạo. Nghe nói Thiên Ngụy Hoàng Triều xa xa cũng đang khai chiến, Hoàng đế đương triều có giả tâm không kém gì Lý Huyền Đạo. Đáng nói đó là tin tức vẫn chưa truyền ra ngoài về cái chết của Hình Diêm Lão Tổ, Thiên Ngụy cũng không vì cái chết của Tư Tông mà chất vấn Thái Huyền Môn hiển nhiên là muốn nhịn cái cục tức này. Những chuyện này không liên quan gì tới Cố An, hắn chỉ nghe cho vui. Năm mới tới, Diệp Lan, chân Khánh đi tới tìm Cố An ăn Tết. Cố An chia linh chất Khương Quỳnh cho thành ba phần, lần lượt đưa cho Diệp Lan, chân Khánh, Tiểu Xuyên, hơn nữa còn đưa riêng, bảo các nàng không được tiết lộ với bất kỳ kẻ nào. Tết nguyên đáng vừa qua, Thái Huyền Môn bắt đầu triệu tập đệ tử đi điều tra địa phương của Yêu Ma đối mặt với kiếp nạn chú định bùng nổ thái huyền không muốn ngồi chờ chết bởi vậy dùng thù lao phong phú hấp dẫn đệ tử tiến hành dò xét một ít đệ tử gặp hạn đến hoặc là tu hành gặp phải bình cảnh hào hứng báo danh cố an bảo diệp lan chân khánh không tham gia cũng may hai nàng nghe lời trong những tháng năm tiếp theo từng tin tức về yêu ma liên tục truyền vào thái huyền môn yêu ma ở từng nơi tại cửu triều đang tăng lên đây rõ ràng là điềm báo của yêu ma chi kiếp thời gian thấm thoát trôi qua như dòng nước chảy hai năm sau cuối thu dưới bóng đêm trong một mảnh rừng núi đế tà đang đi bộ hắn dừng bước trong bóng tối phía trước bay ra từng con quạ đen những con quạ đen này lướt qua đế tà rơi xuống một cái cây phía sau ngưng tụ thành một bóng người đen nhánh quỷ dị không lộ chân dung bệ hạ đang tìm ngươi ngươi vẫn không trở về sao bóng người thần bí mở miệng nói đế tà hỏi lại trở về làm gì? Không phải sớm muộn cũng xui nam sao, ngữ khí của hắn đầy ý tứ giảo cợt. Vì sao ngươi lại bài xích kế hoạch của bệ hạ như vậy? Bóng người thần bí trầm giọng hỏi. Đế tà chế nhạo nói, đại lục này không đủ lớn sao? Cho dù là ở trong địa phương của yêu ma, cũng có vô số ngọn núi không chịu sự quản lý của hắn, vì sao nhất định phải đuổi tận giấc tuyệt nhân tộc, bóng người thần bí hừ lạnh, yêu tộc và nhân tộc không thể cùng tồn tại, diệt hết nhân tộc mới có thể bảo toàn an nguy của chúng ta. Nhưng mà hải ngoại vẫn còn nhân tộc, diệt thì diệt tới khi nào? Ta cảm thấy hắn chính là bị yêu sư lừa gạt, chớ nói xấu yêu sư đại nhân, dù sao ta mặc kệ, ta sẽ không trở về, ta muốn ở lại Thái Huyền môn tu luyện, ngươi đừng tới tìm ta nữa, nếu bị phù đạo kiếm tôn phát hiện, cho dù ngươi chết ta cũng sẽ không ra tay, nói xong đế ta phải tay áo rời đi. Phù đạo kiếm tôn Trước đó vị lão tổ Khô Tùng của Thái Huyền Môn đã chết trong tay ta, nếu để cho ta gặp được Phù Đạo Kiếm Tôn, ta sẽ để cho hắn có kết cục giống lão tổ Khô Tùng, nấu thành canh thịt." Bóng người thần bí lạnh giọng nói. Đế Tà không quay đầu lại, biến mất trong bóng tối. Bóng người thần bí hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đàn quả đen bay đi. Đàn quả đen rời khỏi rừng núi, bay về phía bắc. Tốc độ bay của đàn quả đen này cực nhanh, không mất bao lâu đã rời khỏi Thái Thương Hoàng Triều. Nửa giờ sau, đàn quả đen bay qua dãy núi ở Bắc Hải, tiến về phía rừng núi của Thái Trần Hoàng Triều. Đàn quả đen bay vào giữa sơn giả, rơi xuống bên cạnh một con suối nhỏ, lại một lần nữa ngưng tụ thành bóng người. Lần này, hắn lộ ra chân thân, đầu quả thân người, toàn thân phủ đầy lông vũ màu đen, đôi cánh sau lưng thu hồi, hắn ngồi sổ người xuống, hai tay vùi vào trong dòng nước. Đêm tối mát mẻ, mặt sông gợn sóng ánh nước. Phịch, một bàn tay đột nhiên đè lên bả vai hắn khiến sắc mặt của hắn cứng đờ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.